Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu với các anh em tham gia một chương trình này gấp là Midi Farm để mình nhận được 20 tấp cần có ký hiệu là MF nha các bạn. Một tấp cần MF này cứ khoảng là 15 đô các bạn. Để tham gia hôm nay, click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở Telegram bấm nút start nè. Sau khi bấm start xong, các bạn join kênh group, follow kênh channel các bạn. Tại Twitter thì rồi các bạn subscribe kênh YouTube nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn follow và retweet chị Pinbot nè. Các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn tại Twitter các bạn tăng 5 người bạn vào. Tại Twitter thì các bạn like nè. Rồi các bạn chích dẫn với tweet nha các bạn. Chị mình đã chích dẫn với tweet rồi các bạn ơi. Các bạn tăng 5 người bạn vào, các bạn bấm test lại nha các bạn. Sau khi các bạn bấm test lại xong thì các bạn bình luận cho nó một cái địa chỉ BB Smart Chain của tất cả các bạn. Các bạn copy địa chỉ BB Smart Chain Best 20 của tất cả các bạn. Bạn dán vào đây các bạn trả lời các bạn. Vì mình đã làm rồi các bạn. Mình không thể làm nữa được các bạn. Rồi các bạn việc bấm vào một claim my drop các bạn. Sau khi bấm vào claim my drop xong thì các bạn lướt cấp tra. Lướt cấp tra xong thì các bạn điền địa chỉ với BB Smart Chain. Các bạn dùng địa chỉ BB Best 20 trên với Safiban cũng được các bạn, hoặc là với chocolate, NH với chocolate các bạn mới manage bạn BB sẽ mới trên vào các bạn. Rồi tiếp tục bạn gỡ lại đường link profile tại Twitter của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào account thì các bạn sẽ nhận được 20 tấp cần FC nè các bạn. Mình nói mình bấm vào claim boy thì nó cập nhật trong 24 giờ nè các bạn, còn một withdraw thì nó nói là đi cấp cha các bạn. Trời ơi, bấm quýt gao mất lưới cấp cha trời. Ngủ ta. Thử coi. Sợ các bạn nó nói cấp tiền phải chỉ cấp tiền sẽ được vào ngày 15 tháng 4 nha các bạn. Ok, vậy mình đã giới thiệu các bạn một chương trình này góp nhận 20 tốc cần MF đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn nhiều những video clip tiếp theo của mình nha.